Những câu nói hay của Biu Biu, hãy cùng nghe và cảm nhận nhé. Sư tử ấy là chúa sơn lâm, nhưng chưa có rạp xiếc nào tôi thấy sói vào diễn cả. Khi mà nằm trên giường bệnh thì mới nhận ra rằng là kiếm bao nhiêu tiền vô nghĩa. Nếu như mình không biết mình đam mê cái gì thì mình chẳng khác gì một con robot. Mình không có một gia đình để về thì mình cũng lại chẳng khác một con robot sản xuất ở trong xưởng ra, hết giờ trong kho, mai cắm điện vào lại làm. Mà không có sức khỏe thì cũng như con robot, đổ xăng vào thì chạy, hết liên hạn thì tháo. Tôi đã đến một quán cà phê nào mà tôi cảm thấy ổn, sau đấy tôi chỉ đến quán cà phê đấy thôi. Tôi đã ăn ở đâu đấy mà tôi cảm thấy ổn, sau đấy tôi chỉ ăn ở đấy thôi. Tôi đã đến một cái góc nào đấy mà tôi cảm thấy quen thuộc rồi ấy, thì sau này tôi chỉ đến cái góc đấy thôi. Đôi khi là một mình. Một là một gia đình để quay về, hai là một sức khỏe để sinh sống, ba là một công việc để bận tâm, bốn là một đam mê để theo đuổi, năm là một con người để yêu thương. Nếu như mà tôi phải chọn, tôi có thể trả lời luôn. Đầu tiên đấy là một gia đình để quay về, thứ hai là một sức khỏe để sinh sống, và cuối cùng đấy chính là một đam mê để theo đuổi. Tôi thất bại rất nhiều, kể cả trong tình cảm có, công việc có, cuộc sống có. Thế nên ông đừng cảm thấy buồn với những chuyện đã qua của ông. Nhạc nào mình cũng nhạc. Còn một câu nữa. Câu nào? Sân nào mình cũng diễn. Nhưng mà tôi không làm được điều đấy. Tôi mới chỉ làm được nhạc nào mình cũng nhạc. Bạn tôi đã có những người nhạc nào cũng nhảy mà còn sân nào cũng diễn. Khi kết hợp lại, họ là những con người xuất chúng. Mỗi một con sói đều có một con đường đi rất là riêng. Nó có thể cùng nhau làm cái điều gì đấy, nhưng mà đứng lơn lẻ ra thì nó cũng rất kinh khủng.